Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em đã giới thiệu anh chị các bạn đây là một chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT, sản xuất là 2018. Xe có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen. Với những chi tiết đường nét của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo cao, cam kết rõ cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe. Xe không đâm va, không ngầm nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto Long Biên, số 72 Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội. Anh chị các bạn có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử anh chị nhé. Với những chi tiết nốp của chiếc xe thì được một dàn nốp thay mới, hệ thống cụm phanh được sơn đỏ tạo lên cái vẻ thể thao cho chiếc xe. Dọc thân xe thì nó có trang bị như là bậc lên xuống này, hệ thống cam 360, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Chiếc xe này thì được chủ xe lên rất nhiều đồ chơi. Anh chị và các bạn hãy tham quan cùng em đây. Những đường nét rất là hoàn hảo anh chị ạ. Từ những cái phần cụm đèn hậu này rồi hệ thống cảm biến, mọi chi tiết vẫn được đầy đủ. Những tính năng an toàn, cam lùi, hệ thống đèn phanh trên cao, có mang cá, rất nhiều tiện nghi. Đấy, các bạn có thể thấy qua xe đơn vị vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Chi tiết cụ thể về thời gian vay cũng như lãi suất thì anh chị bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi bảng thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Thông số hình ảnh của chiếc xe thì em có cập nhật trên web otoxehoi.com. Anh chị và các bạn cần tham khảo thông số chi tiết cụ thể thì có thể là truy cập tại web để xem anh chị nhé. Không gian ghế ngồi có thể gập hàng ghế thứ 3 xuống để tạo mặt phẳng chứa đồ. Không gian rất rộng rãi. Mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ 2 để gia tăng thể tích, lấy chỗ nghỉ ngơi hoặc là chứa đồ. Mọi chi tiết về phần bậc cốp thì đã được bác chủ ốp inox chống xước rồi. Rất nhiều đường nét để chị bạn thấy được chất lượng của chiếc xe nó rất là hoàn hảo. Từ hệ thống sơn si, mép lối, mép cản, hệ thống nốp sơ cua, rồi những phần nốp của chiếc xe anh chị có thể thấy chủ xe rất là cẩn thận, đã bọc thêm cái bảo vệ cái phần ốc ác. Bên trong đây thì với hệ thống táp ly cánh cửa này, rồi những các phần phím bấm điều chỉnh chức năng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Keo chỉ là còn nguyên bản. Đơn vị bán xe ra thì luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục. Xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần check test. Chất lượng ghế ngồi thì vẫn giữ được độ hoàn hảo. Với nguyên bản của nó thì là ghế lì, nhưng mà chủ xe đã nâng cấp lên bộ ghế da rồi, với hệ thống ghế da thể thao, có trang bị về che mưa đầy đủ. Ở phần cánh lái thì các bác có thể quan sát về hệ thống keo chỉ này, rồi những phần đinh tán, những phần vân được dán trang trí rất là nhiều. Những đường nét của nó thì vẫn giữ được độ đẹp anh chị ạ. Từ những phím bấm nó còn rất là rõ. Chất lượng ốc bản lề, ốc cánh cửa của chiếc xe thì vẫn giữ được độ nguyên bản này. Bật lên xuống được ốp inox chống xước. Chất lượng ghế ngồi với hệ thống ghế da pha đỏ, trông nó thể thao hơn. Cùng với đó thì ở phần trung tâm thì anh chị bạn thể thấy thì xe đã được dán này, cũng như là các chi tiết phím bấm. Hệ thống màn hình đặt lên màn hình Android rồi, với hiển thị thông tin sắc led, giải trí cũng như là rất nhiều tiện nghi tích hợp. Hệ thống đề lỗ, phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin vòng tua và các thông số an toàn. Vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Những chi tiết đường nét để bác có thể tham quan. Và cuối cùng đây thì em mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về hệ thống máy 2.0. Sẽ cho anh chị bạn cái khả năng vận hành cực kỳ là mạnh mẽ. Với dòng xe Nhật thì thiên về cái sự tiết kiệm nhiên liệu cũng như là bền lành. Tổng quan chi tiết về khoang máy thì em quay để anh chị bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Trong quá trình quay mà anh chị các bạn cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân đối. Với chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT sản xuất 2018 hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ với hơn 600 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Một tí thôi, hơn 600 một tí thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.